Sau khi lâm trận thì đàn ông tuyệt đối không nên làm 5 điều sau đây. Thứ nhất là không nên đứng dậy ngay lập tức. Khi đứng dậy ngay lập tức sẽ gây ra những rối loạn về điều hòa huyết áp, rất có thể gây ra những cơn chóng mặt, đau đầu, hạ huyết áp. Thứ hai là đàn ông không nên ngủ ngay, vì trong quá trình lâm trận thì các cơ quan trong cơ thể làm việc rất mạnh mẽ, tim đập mạnh, huyết áp tăng. Nếu bạn chìm vào giấc ngủ ngay thì sẽ khiến cho cơ thể không kịp thích nghi, chuyển từ trạng thái động sang tĩnh quá nhanh, gây ra mệt mỏi kéo dài, thậm chí là cả ngày hôm sau. Đồng thời cần phải vệ sinh cậu bé trước khi ngủ thì mới ngủ được sâu giấc và đảm bảo chất lượng được. Thứ ba, sau khi lâm trận không nên ăn uống đồ lạnh, rất dễ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa. Thứ tư, sau khi lâm trận thì đa phần chúng ta sẽ cảm thấy rất là nóng nên có thói quen bật quạt hoặc điều hòa thốc tặng vào người. Như thế rất là nguy hiểm. Lúc này cơ thể đang giãn mạch, mồ hôi đang ra, rất dễ bị cảm lạnh hay còn gọi là trúng phong. Thứ năm, có rất nhiều anh nam giới sau khi quan hệ xong thì lại đi làm việc nặng ngay như là bê vác, thì điều này rất nguy hiểm và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Các anh hãy tránh 5 điều này nhé.